Trung tâm Campus thành phố Hồ Chí Minh vừa được khánh thành tại 49 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 với sự hiện diện của ông Jean-Paul de Goldma, tổng giám đốc cơ quan Đại học Pháp ngữ AUF và bà Sophie Godfroy, giám đốc văn phòng châu Á Thái Bình Dương của AUF. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố, Campus thành phố Hồ Chí Minh phục vụ những nhu cầu thiết thực của cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên các trường đại học có sử dụng tiếng Pháp tại khu vực phía Nam, tổ chức các cuộc họp, truy cập các cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế, đọc sách báo tiếng Pháp, tổ chức hội thảo, đào tạo, tập huấn chuyên đề, hội nghị truyền hình. Bên cạnh đó, Campus thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường sử dụng các công cụ trực tuyến, sử dụng các khóa học mở đại trà trực tuyến, triển khai các chương trình đào tạo từ xa có cấp bằng cũng như hỗ trợ tư vấn các dự án phát triển của các trường thành viên, các đối tác nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội.